đầu party rồi. Tại loạn đấu, siêu phẩm game thế giới đã có phiên bản Việt. Hi, xin chào bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok, thì có một số bạn yêu cầu mình là show cái thao tác tay của mình trên màn hình ấy. Thì ok, mình sẽ làm clip về clip này, mình sẽ show thao tác tay khi mà mình chơi tập kích nó sẽ như thế nào. Thực sự thì khi mà mình quay như này không được tốt cho lắm đâu anh ạ. Thường thường mình sẽ nằm trên giường, trên nệm bắn nó tốt hơn, còn đây mình phải ngồi này. Rồi cái màn hình máy điện thoại của mình ấy, nó còn đập vào mặt mình nữa. Thế là rất là khó để có cảm giác bắn tốt nhất, cho nên là clip này có lẽ là không được tốt cho lắm, anh em sẽ thông cảm cho mình nhá. Ok. Chuyện thôi, thì đầu tiên cho mình sẽ cho các bạn xem được cái cách cài kiếm được hướng của mình này. Đấy, đội nhảy thì mình cứ để là tầm 35, để đội nhảy anh mắc, còn mà bình thường cái trụ X trụ Y thì mình để 40, 35 tới 40 nhá, 45 chứ. Đó. Đây là con sử dụng con Galaxy S6. Nhà S6 của nhà mạng Hàn Quốc. À, sắp tới thì mình đang có ý định sẽ nâng cấp nó lên. Ok, mình sẽ chiến một ván cho bạn xem. Mà chiếc màn hình này nhỏ thôi, vừa cầm hai tay nhảy các thứ. Chiến nào. Vì là đấu như này hơi bị gà nhập, cho nên là kiếm chế độ Hero GP chơi cho vui vậy. Rasua không có ai à? Ồ, mà Thanh không có ai chơi cho Hero GP nữa ta. À, không chịu lực này. Thôi coi mình sẽ cắt một tí để tìm phòng nhá. Và bây giờ mình đang vào một phòng solo Hello GP nha các bạn. Ok, mình sẽ cố gắng lòi cái đầu ra bắn tốt nhất có thể. Rồi mình sẽ không tập trung nói nhiều. Hello GP mà solo nữa chứ. À, bên kia đó. Đánh như này khó cực luôn. Tại vì mình đang kiểu cầm cái máy điện thoại à. Kiểu màn hình của mình ấy, nó che mất cái nửa màn hình điện thoại của mình rồi, rất là khó bắn. Ý, giờ mới vào tham chiến à. Đánh đầu tiên. Trong chỗ Hero BGB thì rất là nhanh hồi sinh thôi. Nhưng mà bắn solo nữa chứ. Hai phát. Nhỏ cho thanh niên quá. Rồi 3 phát rồi. Đấy, cái đòi Hero GP mà đòi solo với mình. Solo này. Đó là phòng này thanh niên tạo nha, không phải mình nha. Mình thấy hay thì mình vào luôn. Ngu người này. Ôi chết rồi, gần hết máu rồi các bạn. Hết máu rồi. Lại full cây, 366 viên, hết đạn. Úi dồi, thanh niên vãi hàng. Không đùa đâu. Với thanh niên này thì mình không cần nhảy nhiều, do là gà thôi mà. Gà, biến hero được rồi các bạn ạ. Mình trôn tí thanh niên tức chơi rồi ao vào phòng khác. Úi dồi, hết đạn luôn. Quá nhậu. Thành anh thành cả ngập mồm. Châu máu rồi không cần phải xoắn nữa. Mới đầu vô còn hơi ngán thôi. Rồi một phát chết luôn. Thôi xong rồi. Làm gì nhau. Ôi chết rồi. Trôn vậy đủ vui rồi các bạn ạ. Thì mình sẽ ao ra cái một phòng đấu đơn nhá. Ok. Bây giờ mình đã kiếm được phòng đấu đơn rồi. Phòng này chỉ có 2 người thôi. Không biết thanh niên có bắt đầu không. Ô chơi luôn kìa. Rất là máu. Hay quá. Okay. Mình sẽ không nói nhiều để tập trung chơi, tại vì cái máy mình nó che cái con mini của mình to quá, nó che luôn cái nửa màn hình điện thoại. Chẳng hạn các trường hợp mắc hốp có thể xảy ra. Được rồi nha. Con kia không biết lúc đâu. Con này hơi ít người ấy. Ít người quá, không ai chơi các bạn ạ. Có hai thằng đấu solo thế này. Này lâu lâu mình mới nhảy phát thôi. Bình thường thì đó, giờ vào đấu rồi. Ba thánh rồi. Úp. Có trường hợp móc nốt vào đây. Rồi xong, ốc bò quá. Vai.
móc thuốc rỉa mình gần chết rồi mà. Này thì móc lốp này, báo thù. Thằng đầu đen móc này rất là dễ bị móc lốp luôn. Đầu hết rồi ta. Có mấy ông này. Còn ít người còn xoắn nữa. Sorry nhá. Thì có rất nhiều đối thủ đã vào đấu rồi. Hay quá. Thì thường khi mà đấu thì mình rất im lặng luôn. Cứ bình tĩnh. Bây giờ nó nói nhiều không có chịu được. Lại treo máy này, ngon quá. Ồ, có thanh em bom, có thanh em bom ở đây. Chắc đang mang mình ra. Ồ, chết tôi rồi. Đâu ta? Bốn pin này. Mình quá nhất là chơi đắc. Đắc càng mạnh chơi càng sướng. 6 này. Bảy này. Wow. Xin lỗi các bạn là âm thanh xe cộ xung quanh nó hơi to, hơi đông ấy. Bây giờ anh em thông cảm nhá. Nhà mặt phố bố làm to mà cho nên thấy chịu thôi. Thực ra thì kinh tế nhà mình chả khá giả gì. Đang sử dụng nick BS nhóc. Path 9 này. Ok ok. Mình sẽ đi móc lốp. Đó, ngon lành luôn. Hết đạn. Nhỏ vậy nhờ. Ôi, còn được chục viên. Nện chết thanh niên này. Ôi, hình như Thánh có. À đúng rồi, AK Evin. Chạy đồng nào, 11 kill các bạn ạ, 11 combo liên tiếp không chết mạng nào, trâu quá. 12 này, mười ba này. Bây giờ đấu đơn cho nên là gặp rất là nhiều gà. Mười bốn này. À, còn thánh như này nữa, còn một thánh như này nữa, còn một thánh như này nữa cơ mà. Nói mình có thấy biết rồi. 15 này. Wow, té ra là được cái chân vàng đấy. Cầm một khẩu gà gà xem khẩu MG này đâu rồi nhá. Ô quỵ ở đây rồi này, một cầm cái này cấp 6 đi lượn lượn. 15 combo liên tiếp không mất mạng nào, quá trâu. Có thánh lúc đây. Không, chạy đâu rồi sao? Chú đòi chơi anh à? Tuổi gì mà đòi ăn mì? Móc cua 2 thằng luôn. 18 kill liên tiếp rồi. Wow, có ra được 20 chiếc không luôn đấy. Rồi. Như vậy là 20 chết 1 các bạn ạ. Do một phát đầu tiên mình chơi hơi ngu người nên là một chết 0. Một phát đầu tiên là chơi ngu người bị mắc lốp. Còn nữa là các bạn thấy là mình cũng khá là ok. Chơi được 20 chết 0. Đấy các bạn thấy không? Lưu ý là clip này không cắt ghép gì cả. Mình chỉ tạo vòng và chơi với lại đơn giản thôi. 20 chết 0. Nó lên thành sát thủ. Thì một số bạn hỏi mình là cách điều hướng của anh như thế nào và mình chơi trên con máy nào thì mình cũng đã chơi lại từ đầu clip rồi. Cách điều cách mình sắp xếp vũ khí của mình này. Đó. Cũng đơn giản như mọi người thôi.
nhảy ở trên cùng. Mình tại vì mình cầm như này này, tay như tay bé mà màn hình bé mà, còn mấy ông mà iPad to to kiểu như nào nhỉ, thì ông cầm to hơn, ông cầm như thế này đó, mình tay bé như vậy thôi. Sau bom với lựu đạn mình để lên này, súng này mình cho to ra, to hết cỡ ra bắn với nó dễ. Lựu vũ khí đây, hay đạn này, đồ súng này, xuyên giáp mình để bé bé bên góc này thôi, tại vì mình rất ít sử dụng xuyên giáp. Vũ ngồi này đó, đồ súng này, cái chém nhân đôi ấy, với cả sniper mình sẽ đặt ở đây. Cái chức năng mà chém nhân đôi này ít, rất là ít khi cận chiến. Ở cái chức năng này thì một số bạn thích để dính giữa này để vừa nhắm luôn, nhưng mà mình không thích, nó cũng cả chả có tác dụng nhiều đâu. À, như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn được cách chơi bằng bàn tay của mình, tự tay tự sướng thôi. Thì anh em xem clip cảm thấy hay để làm một like và subscribe nha. Các bạn có thể chơi game đại loạn đấu bằng cách là click vào đường dẫn phía bên dưới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên mình nhận được quảng cáo từ Vega Game luôn. Chắc biết sao lại mời mình nữa. Thôi, xin chào các bạn. Đừng quên ấn like và subscribe nha. Bye bye. Ông nào bảo chơi súng VIP và vỡ mồm. Bắt đầu party rồi. Đại loạn đấu, siêu phẩm game thế giới đã có phiên bản VIP.